Như vậy là chúng ta đã có cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng new, được chưa? Và chúng ta sẽ tạo ra một cái file SQL. Thì để chính xác rằng là cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đang được chọn, thì các bạn phải dùng một cái lệnh use quản lý bán hàng gạch dưới new. Đó, thì khi mà bắt đầu vào để mà truy vấn á, thì các bạn nên chạy câu lệnh này. Giả sử bây giờ cái của mình là nói cái này là set default, như vậy thì cái quản lý bán hàng new của mình là nó không được chọn, nó không được chọn. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn không chạy cái lệnh này mà các bạn sẽ chạy một cái lệnh là select sao from ROM, mình có cái bảng là trong cái bảng new này nè, mình có cái bảng nhân viên rồi. Ok, như vậy thì mình thử thử cái này cơ. Đó, nó có mã số nhân viên là một, tên là A, văn phòng một. Ủa kỳ vậy, nhân viên hồi nãy thấy nhiều lắm mà, nãy nhân viên thấy quá trời luôn mà sao tự nhiên nó ra có một dòng vậy? Đây nè, nhân viên nè, sao tự nhiên bên này nó ra có một vậy, là sao, là sao mấy em? Rồi ok, mình thử một cái nữa ha. À, không phải from nhân viên mà from hóa đơn coi. From hóa đơn đây này, hóa đơn nè, from hóa đơn ha, chạy. Ủa sao tự nhiên lỗi là sao, sao tự nhiên lỗi, sao ta, sao lỗi ta hả? Nó nói là cái gì đây, quản lý bất động sản chấm hóa đơn là không tồn tại. Ủa mình đang làm trên quản lý bán hàng new mà tự nhiên liên quan gì đến quản lý bất động sản ở đây? Lý do là quản lý bất động sản đang được chọn là database mặc định, cho nên khi mà mình select sao from hóa đơn thì nó sẽ nghĩ rằng mình đang truy vấn trên cái bảng hóa đơn của ai, à của bất động sản. Cho nên nếu như bạn muốn mà sử dụng cái hóa đơn này trên cái quản lý cơ sở dữ liệu new thì thầy chạy nguyên cái file này nhé, nó ra nè, nghĩa là cái này sẽ được chọn, được chưa? Như vậy thì cái lệnh này nó rất là quan trọng. Thì mới vào bạn không cần biết là cơ sở dữ liệu của mình đang được chọn là cái nào, bạn vẫn phải chạy cái use để mình xác định lại rằng mình đang muốn truy vấn trên cơ sở dữ liệu nào. Mình đưa đúng cái tên của nó vào thì các bạn ở dưới là nó đúng. Còn nếu mà mình không dùng ô lệnh số 1 thì các bạn có thể sẽ sai. Nếu như mà cái cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng new của mình chưa được chọn, như hồi nãy thầy ví dụ á, là nó sai, được chưa? Cho nên cái lệnh đầu tiên rất là cần thiết. Như vậy thì thầy đã ví dụ xong một cái lệnh select rất là cơ bản, và cái lệnh của nó là như thế này, viết liền luôn, select from là chọn cái gì từ đâu. Như vậy ở đây thầy thấy, các bạn thấy thầy chọn là mã hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, ngày lập, được chưa? Ví dụ như chỗ này thầy để chỗ này là nhân viên, thầy chạy lại. Khi mà thầy chỉ chạy một lệnh này thôi thì thầy bấm vô cái dấu, dấu có chữ y nè. Rồi, như vậy đây là cái bảng nhân viên của mình đã được chọn, bảng nhân viên đã được chọn, có mã nhân viên, có họ tên, có phái, có ngày nơi sinh, có ngày sinh. Bây giờ thầy chỉ chọn họ tên, họ họ và tên thôi. Đó, thì thầy sẽ bấm vô chỗ này, họ sinh viên, họ họ nhân viên, phải tên nhân viên,
họ nhân viên, tên nhân viên, chạy lại thì nó chỉ xuất hiện họ nhân viên và tên nhân viên thôi, nó không xuất hiện mấy cái khác được không? Như vậy chỗ này được không mấy em? Select là chọn, thì mình sẽ hỏi là chọn cái gì, chọn cái gì, from là chọn ở đâu. Vậy mình đang chọn là họ, tên của nhân viên và chọn trong bảng nhân viên. Bây giờ muốn điều kiện, giả sử mình sẽ xem thử là nếu như mà phái á, thì chỗ này có không, coi thử phái có không. Phái phái thầy đổi lại tí xíu ha, thầy có 01 đi cho nó dễ. Rồi ok, phái bị lỗi. Từ từ thì đổi cái nhân viên này lại tí xíu, đổi tí xíu nha. Nhân viên phái, phái phái này kiểu dữ liệu là gì đây? Nhân viên column, phái là bit, bit là không, là một đúng đầu tác không. Update nhân viên phái, phái bằng không với điều kiện mã nhân viên. Rồi mình thêm một bạn nữa đi coi, số 6 Lê. À, phái là không, Hồ Chí Minh. Ngày sinh 1999, 7 tháng 9, ngày 9 tháng 9, ngày sinh. Rồi ok, thử ha. SQL mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, ngày sinh, họ, tên, phái, phải rồi hiểu rồi, hiểu 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 rồi ok. Nhân viên, nhân viên của chúng ta từ sinh không được ta, họ tên nhân viên Lê.
Rồi mình sẽ lọc theo cái nơi sinh đi ha, nơi sinh Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai. Rồi ok, sửa dữ liệu để mình làm sau đi, tại cái đó bị lỗi mất thời gian quá. Bây giờ nè, mình quay trở lại, mình select nhân viên thì mình thấy là có nơi sinh là ba chỗ. Bây giờ mình chọn một chỗ thôi, ví dụ mình sẽ chạy lại câu lệnh select select sao from nhân viên, nhưng với điều kiện là nơi sinh bằng bằng ở đây chúng ta bằng Sài Gòn. Chú ý chỗ này coi nó ra không nha. Sài Gòn. Nơi sinh bằng Sài Gòn. Rồi, nơi sinh bằng Sài Gòn. Được chưa? Thì chỉ có bạn nào Sài Gòn thôi. Hoặc là chúng ta chọn nơi sinh bằng Đồng Nai. Nơi sinh bằng Đồng Nai. Thì những bạn mà ở Đồng Nai thì mới mới xuất hiện, còn mấy bạn mà ở nơi khác thì nó không xuất hiện. Như vậy chúng ta thấy là nơi sinh bằng Đồng Nai. Được chưa? Như vậy thì cái hồi nãy thầy nói là mình có sử dụng là gì? Select cái gì? From ở đâu? Where cái gì? Order by. Như vậy cái chỗ này nè. Distance này là cái gì? Distance này người ta để trong hoặc vuông. Tức là có thể không. Vậy thì ở chỗ này nếu mình chạy câu lệnh trên thì nó có trùng không? Đó, có giá trị trùng nè. Mình sẽ chọn là select phải nơi sinh. Rồi, mình thấy là nơi sinh nó sẽ trùng nè. Đây, nơi sinh. Mình đưa cái distance này vô. Chạy lại. Như vậy nếu mà trong trường hợp mà mình chọn dữ liệu bình thường không, nếu mà bạn không có cái chữ này bằng vẽ nơi sinh thì nó có tổng cộng là 5 nhân viên và cái nơi sinh của các bạn sao đây, có trùng Đồng Nai thì nó vẫn đưa ra 5 record. Nhưng nếu mà bạn đưa cái từ khóa distance này vào thì bạn chạy nó chỉ đưa ra có ba thôi, tức là ba giá trị khác nhau thôi. Những giá trị nào mà trùng thì nó tự động nó remove hết, được chưa? Đó thì trong bảng ghi của mình nếu như có những cặp giá trị trùng lại thì nó tự động nó remove đi. Đó là sử dụng distance from rồi, where rồi, bây giờ order by là sắp xếp. Như vậy mình coi thử nếu như mà mình sắp xếp thì nó là sẽ sắp xếp cái gì? Ví dụ như là mình chọn sao mình mới thấy sắp xếp được. Rồi. Ví dụ mình thấy là Đồng Nai, Sài Gòn, Hà Nội lại Đồng Nai. Bây giờ mình sắp xếp theo nơi sinh thử coi. Ha, chỗ này mình sẽ dùng cái order by, thì cái order by này nó sẽ có hai cái từ khóa mà bạn dùng để bạn sắp xếp là ASC extend short, còn này là D à, D ASC. Như vậy chỗ này ASC, nếu như mà mình không đưa vô từ khóa này thì mặc định nó cũng là ASC, tức là mặc định là nó sắp xếp tăng rồi. Bạn có đưa vô hay là không đưa vô nó cũng sắp xếp tăng nha. Đó, order by cái nơi sinh. Order by nơi sinh. Tức là sắp xếp theo nơi sinh.
Các bạn thấy là Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Nai. H nó xếp trước. Hà Nội, Sài Gòn, thử coi. Nếu như mà mình sắp xếp ngược lại thử coi. Order by D DESC. Đồng Nai nó đưa lên trước. Đồng Nai nó đưa lên trước. Đó. Như vậy cái này là sắp xếp giảm dần. Giảm dần theo theo ấy. Rồi bây giờ mình sắp xếp theo tên đi. Sắp xếp theo tên nhân viên. Sắp xếp theo tên nhân viên. Tú trước. Rồi mới sửa với Hà với Công. Bây giờ chỗ này giả sử mình sắp xếp tăng dần. ASC. Công trước rồi mới đến Hà, mới đến sửa Tý Tú. Đó là sắp xếp theo cái gì? Được không? Rồi cái group by này là khi nào thì mình xài đến group by? Group by này khi nào mà bạn muốn, ví dụ đếm số lượng, ví dụ tính tổng thì chúng ta mới dùng đến group by nhé. Còn nếu không thì thôi. Ví dụ mình xem thử là với mỗi nơi sinh tỉnh thành á, hồi nãy là mình có ba bạn ở Đồng Nai đúng không, một bạn Hồ Chí Minh, một bạn Hà Nội. Vậy thì mình hỏi thử là mỗi cái tỉnh thành như vậy có bao nhiêu người thì mình làm cái gì ta? Đếm. Đếm. Rồi như vậy mình sẽ đếm nè, mình thử mình đếm nha. Ví dụ mình làm lại, mình sẽ dùng một cái lệnh khác. À, chỗ này mình sẽ là select. Select. Bây giờ mình sẽ select cái gì? Select mã nhân viên. Mã nhân viên, họ nhân viên thì tất nhiên là nó không cần thiết rồi. Select khao. Khao khao khao. Khao khao họ nhân viên hoặc là khao mã nhân viên cũng được. Khao. À, mã nhân viên. Mã nhân viên. Đếm mã nhân viên from. Mã nhân viên phải nơi sinh. Nơi sinh from nhân viên. Group by nơi sinh. Group by nơi sinh. Rồi. Mình có Đồng Nai là 3, Sài Gòn là 1, Hà Nội là 1. Được chưa? Như vậy thì mình xuất cái số lượng và cái nơi sinh. Mình xuất hiện nơi sinh. Hoặc là bây giờ các bạn, tại vì cái họ và tên này nè, cái họ và tên này mấy em, cái họ và tên này mình đâu có cái gì chung đâu mà group, cho nên giả sử như là bây giờ bạn xuất cái họ tên, ví dụ chỗ này bạn xuất họ tên ra chỗ này đi, vậy thì nó có không, họ họ nhân viên đi, họ nhân viên thì cái chỗ này nó hợp lý không? Xuất thông tin nào khác ấy. Nếu như mà trong cái select của các bạn mà tự nhiên các bạn đưa họ tên vô, họ nhân viên tên nhân viên vô là chắc chắn sao, bởi vì cái này nó không trùng lặp và nó là cụ thể từng người, mà người ta hỏi là ở Đà Nẵng bao nhiêu người, họ đưa họ tên biết cả chục người biết nữa ấy.
Nhớ nha, cái chỗ này chỉ có cái nào là thông tin chung, cái trường nào là thông tin chung á thì chúng ta mới đưa vô. Và cái chỗ này là mà đưa là nơi sinh thì nó hợp lý. Thì khi mà mình để là cao mã nhân viên và nơi sinh thì nó sẽ ra giống như hồi nãy các bạn thấy, giống như nó ra lại các bạn thấy chỗ này là nơi sinh thì nó sẽ ra là theo mã nhân viên. Bây giờ chỗ này giả sử như là bạn theo cái khác được không, không phải là mã nhân viên, cái gì cũng được hết, bạn theo họ tên cũng được, bạn theo họ cũng được, tên cũng được, bạn theo nơi sinh cũng được, miễn là nó tự động nó gom hết mấy cái đầu này lại rồi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 thì lấy cái gì đếm cũng được, đếm số tương tự cũng được, đếm mã số cũng được, đếm họ tên cũng được, đếm nơi sinh cũng được, đếm địa chỉ cũng được, đếm phái cũng được. Nói chung là cái chỗ này bạn muốn đếm cái gì cũng được hết, được không? Cái này nó không quan trọng. Như vậy thì miễn làm sao mà bây giờ thầy hỏi là học ra cho thầy danh sách của lớp mình theo khóa, theo khóa điểm gom hết Việt Nam một đoạn, nữ một đoạn, thì trong danh sách của mình nó có số tự đúng không? Rồi nó có mã sinh viên, có tên sinh viên, có họ sinh viên, có nơi sinh, có địa chỉ, có số điện thoại, có chứng minh nhân dân. Bây giờ bạn nhìn trong cái danh sách list đó, bạn muốn đến trường nào thì chuyện của bạn chứ. Nghĩa là nó có một list 5, 10, 7 người gì trong đó, còn bạn nhìn số chứng từ đến cũng được, bạn nhìn mã nhân viên bạn đến cũng được, bạn nhìn họ tên đến cũng được. Cho nên cái chuyện mà đến cái gì không quan trọng, mà quan trọng đến theo group này thì mình đưa cái group đó vô đây. Cái thứ hai là cái chỗ mà sân thì đó mới quan trọng, là sân trường nào. Ví dụ như là các bạn có một cái hóa đơn nhé, người ta yêu cầu các bạn là tính tổng tiền thì các bạn xâm thành tiền, và nếu mà các bạn muốn tính tổng số lượng đã bán theo từng mặt hàng thì bạn xâm số lượng. Còn người ta nói là tổng số lượng mặt hàng đã bán ra, ví dụ như mình có 10 mặt hàng, mình đã bán ra 5 mặt hàng, 7 mặt hàng gì đó, thì lúc này chúng ta không có phải sum mà chúng ta lại count. Ví dụ như là chúng ta sẽ thử ở chỗ này. Vậy bây giờ ở chỗ này nè, mình đảo cái này lại tí đi, nhìn nó hợp lý hơn. Mình đảo lại đây tí, nơi sinh trước, sau rồi mới đến khao mã nhân viên, hoặc là chỗ này thầy để tên nhân viên cũng được nữa nha. Chạy lại rồi nơi sinh, tên nhân viên, và cái chỗ này để khao tên nhân viên nhìn nó kỳ quá, nó kỳ quá, thầy sẽ đổi lại chỗ này. Nơi sinh. Rồi, chỗ này số lượng nhân viên. Rồi, thay đổi lại chút xíu, các bạn sẽ chạy vô lệnh này. Các bạn thấy thì sao? Thấy thì sao? Nhìn có vẻ dễ nhìn hơn đúng không? Nơi sinh Đồng Nai, Sài Gòn, Hà Nội, số lượng 311. Như vậy mình sẽ đổi cái trường mà nó có cái tên trường là nơi sinh, nhìn nó khó đọc quá, thì đổi lại bằng một cái tên khác, thì mình dùng cái từ khóa là S, bằng một tên khác. Rồi hồi nãy là chỗ này là khao tên nhân viên, nhìn nó cũng khó coi quá, thầy đổi lại bằng một cái tên khác là số lượng nhân viên. Được không? Được không nào?
Đó, như vậy khi mình view ra mình dễ đọc. Như vậy đó là chúng ta đã thử qua tất cả những cái lệnh liên quan đối với lại một cái lệnh select thông thường. Và đối với cái này thì các bạn thấy là sau này mình lấy một cái danh sách sinh viên của trường mình mà mình lọc ra cực kỳ nhiều cái để đọc. Ví dụ lọc ra cái danh sách sinh viên IT17307, rồi lọc ra danh sách sinh viên nữ của trường, hoặc là lọc ra danh sách sinh viên nữ của lớp IT17307, hoặc là lọc ra danh sách các bạn có học bổng của IT17307 đó, hoặc là lọc ra danh sách các bạn còn nợ học phí ví dụ như thế, thì nó có rất nhiều thứ để học. Và nhiệm vụ của các bạn ở cái phần phía sau này nè là truy vấn. Truy vấn, các bạn biết được những câu truy vấn, sau khi bạn truy vấn xong bạn có được chuẩn bị. Sau khi bạn bạn truy vấn xong, bạn có được cái dữ liệu này, thì ở cái phần mà nếu như mà bạn viết cam ứng dụng của mình trên web, trên nền web, thì bạn đang làm việc ở cái nền, trên nền web của mình nó có cái login và có cái backend. Login và backend mình học gì? HTML, CSS và JavaScript là ba cái này nó nằm ở con này trong xây dựng giao diện, xây dựng giao diện. Còn chúng ta đang làm cơ sở dữ liệu này và chúng ta đang làm một cái đẹp. Và cái nhiệm vụ sau khi mà chúng ta select xong á, chúng ta đẩy lên đây, thì cái thằng con em này nó sẽ viết form để nó lấy cái cơ sở dữ liệu này, nó đọc lên report, tức là tạo báo cáo, đưa ra danh sách rồi đó, thì nó giao tiếp giữa frontend và backend. Thì chúng ta nếu mà làm về select query là chúng ta đang làm ở backend đó, rồi dùng cái giao diện, thì chúng ta đẩy lên cái report tạo ra cái báo cáo, thì nó làm ở cái frontend. Rồi, các bạn sẽ lấy cái cơ sở dữ liệu lúc nãy, các bạn làm lại thử giúp cho thầy xem thử là mình đã thử query được hết những cái ví dụ của thầy lúc nãy, là thứ nhất là select, thứ hai là from, thứ ba là where, thứ tư là order by, thứ năm là group by. Ha, mình thử từng chút một nha. Thử từng chút một. Vậy câu lệnh của thầy hồi nãy giờ thầy đổi quá trời câu lệnh, chứ không phải là chỉ có một hai câu lệnh chỗ này, được không? Được không nào? Mình thử ha, thử từng lệnh để tí nữa thầy sẽ quay trở lại, thầy yêu cầu các bạn select cho thầy một cái nào đó.